Hôm nay mưa rơi tan chi rối bời, nhớ về một người xa xôi. Chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi, cớ sao hôm nào nước mắt lại rơi? Hôm chia tay nhau mưa rơi rất nhiều. Xin chào, có bao giờ bạn cảm thấy bực bội khi chúng ta thức dậy, soi gương và thấy những cục mụn đáng ghét trên khuôn mặt của chúng ta hay không? Đừng lo lắng quá, hãy nhìn cách mà Hùng trị những cái cục mụn đáng ghét này bằng bột yến mạch nhé. Bước đầu tiên, chúng ta hãy làm ướt mặt. Bước thứ hai, chúng ta hãy cho một lượng bột nhất định ra lòng bàn tay và sau đó cho một ít nước vào, đánh cho nó sệt ra. Vừa đánh vừa nhâm nhi khúc, đẹp trai sẽ có nhiều đứa yêu. Sau khi đánh sệt cái lượng bột này xong, chúng ta hãy dùng massage lên mặt theo chiều kim đồng hồ, hai vùng má, vùng mũi, trán và vùng cổ. Và khi mà chúng ta massage thì chúng ta sẽ cảm giác cái mùi thơm của bột yến mạch rất là tuyệt vời. Công dụng của bột yến mạch chính là giúp cho những làn da nào bị mụn, bị thâm, bị tối màu sẽ trị mụn, trị thâm, giúp cho những làn da của chúng ta sáng hơn, căng da và mịn da. Và Hùng đã sử dụng sản phẩm này 4 năm nay. Cho nên những người bạn nào gặp Hùng ở bên ngoài, mọi người sẽ thấy làn da của Hùng rất là trắng sáng tự nhiên. Rồi, sau khi chúng ta massage xong hết, chúng ta hãy dùng vòi hoa sen để rửa thật sạch cái lượng bột đang bám ở trên mặt của mình đi nhá. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi kết quả.
sau khi mà Hồng sử dụng bột yến mạch lần đầu tiên xong, cục mụn đã biến mất rồi, nhưng vết thâm thì sẽ vẫn để lại. Chúng ta chỉ cần tiếp tục sử dụng, làn da chúng ta sẽ đẹp tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần ăn mặc thật là đẹp và ra bên ngoài, như thế thì sẽ có nhiều người yêu. Hãy nhắn tin cho Facebook Trần Quang Hùng để giúp bạn có một làn da tuyệt vời nhé.